phải là trên này. Bây giờ mình học học gamba nhá. Nếu học gamba không có gamba, không có gamba thì đi làm cá tép ba hay lời qua thì mình gà mua sẵn nhá. Ta còn có cả gà mua sẵn đó. What? Gà chiên sẵn đó. Chưa nghe bao giờ luôn. What? Sốt chua Hàn Quốc. Sốt chua ngọt Hàn Quốc. Kỳ quá. Giờ ra được mua sườn làm sẵn thì ngon. Thế nó chấm. Go, go, go. Bọn oát con này lại nghịch rồi. Cháu ơi, nhận thuộc bác một món đồ với. Cảm ơn cháu nhé. 1:15. Yes, yes. Cháu yes, đi đâu yes. Qua đây đấy? Dạ, đây rồi. Không có gì bác ạ. Đây chính là mặt trận. Nhà trọ ạ. Đây là nó. Thế cháu tìm nhà đấy. Nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi. Nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Anh gì ơi? Em ở trên này em này. Anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Em đang vẽ gì vậy mẹ? Chấm 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 chấm. Let's go, let's go, let's go. Là bơ đừng crash nữa nhá. Không thể nào nó crash thêm lần nữa được. Không thể nào. Đi sâu sâu tí rồi chắc. Xe ôm không anh à? Đi đi. Ba bao nhiêu? 3, 0, 5. Oh my god. Here we go. 305. Và chưa chắc tí nữa mình sẽ ngồi chỉnh lại sẽ có đủ 305 hay không. Let's go baby.